Good evening, everyone. We are still not giving up on our Chan Chi yet, right? Ta không bỏ cuộc phải không quý vị? So close, and yet so far away. Gần như vậy có thấy người từng ngày cảm thấy không? I'm hurting everywhere now. There's no more excuse. Everywhere I go, everywhere I turn, it hurts. So I think I'm down. So why are we doing this? Mỗi ngày đệ tử hỏi hoài tại sao mình làm chuyện này gì á. So why are you doing this? I know why I'm doing this. Why are you doing this? Thì biết là tại sao tôi làm chuyện này đó. Thì muốn hỏi tại sao tôi đi làm cái chuyện này. Would you like to share your experience? Explain to us why are you doing this? Hãy muốn nói, muốn góp ý kiến cho đại chúng biết tại sao quý vị đang làm, đang đảm cái thiền thất, đánh cái thiền thất thì làm cái gì. Yes. YongHua, 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 yao shuo ma, Lu Jing, wei shen me ni zai da chan qi a? Wei shen me? Because 我身体很痛啊。You don't realize how tough it is for me because not only am I dealing with myself, I'm also under attack as well. So it's not good. Cái gì cũng được, không hiểu được, không thể nào tưởng tượng được. Thầy đã vừa từ luyện công rồi còn vừa bị tấn công nè. Nó đủ thứ rồi. Nó dồn dập, nó dồn dập. Yes. Chính mình xua ý, 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 你打禅机呢？One good reason. How close are you? Cái lý do rất là chính đáng. Thì đã bao lâu được đã gần tới chưa? Chưa thấy thầy. So I ask her, how close are you? She says, I haven't seen anything yet. All right. Keep it up. Don't worry. The Chan Chi is one very effective way for you to end birth and death. Thiền thất là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để cho giúp quý vị liễu sanh tử. And you simply let along until it happens. Cái phương pháp thiền thất là biết nó là một cái phương pháp đã từng có hiệu nghiệm cho rất nhiều người. Anh mình chỉ tham dự làm thôi, từ từ cũng sẽ tới, không cần chuẩn bị. Giống như mình nấu cơm vậy đó, nấu cơm mình biết là mình để cơm vào đi cái cho xong rồi chung lửa xong rồi theo cái lời mà chỉ giáo chắc chắn nó sẽ ra thành. And I say that when you call today is Buddha Dharma, you can pick and choose the kind of Dharma doors you want to practice. For example, this Chan Chi here is one such Dharma doors. Each Dharma door is designed to excel in certain things. This Chan Chi here is a very, very brutal way, a very violent way to end birth and death.
have to do is follow along, tag along, try the best, and do what you're supposed to be doing. And eventually you get there. Why? It's no different than when you cook rice. You follow the instructions. You wash the rice, put it in the rice cooker, you plug it in, and you measure the water properly. One finger, thing above the top of rice, chana. Please don't forget that. I know you don't cook rice, cook fancy stuff, not rice. And you follow instructions, and eventually the rice will be cooked. It's a matter of time. So the methodology is there. We just have to blend it on until it happens. Okay? Thank you. Okay, what else? Why are you doing this? Oh, would you like to share some of your experiences that you have so far? The last 18 days? Hoặc quý vị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm quý vị đã có, cái tâm đắc hoặc kinh nghiệm quý vị đã có trong 18 ngày vừa qua. New experience? Yeah, cooking skill is improving. Hmm? Cooking skill is improving. Cook fast. Có sợ lắm kim chi không hả? Kim chi getting better. Cái lắm cổ là kim chi. Chia sẻ, nó nói là sợ đắc của cổ, nấu kim chi ngon lắm. Yeah, she recognizes your kimchi is getting so much better too. So make sure we have some for the final day, okay? Next Saturday, we have final lunch. Mình ăn để cô nấu, you be the cooking for next Saturday. Yes. Oh, by the way, that Saturday is the 12th, but we said we're going to the 13th. The 12th, yeah. The 13th. No. Oh, we are ending at 12? Saturday, yeah. We're not ending on Sunday. Oh. I was wrong. I looked at the wrong day. So make a correction, please, on the fly. You need to make a note. Yeah, please. Thank you. Thank you very much. I'm sorry. My mistake. I looked at the calendar myself today and found out that I was one day off. We only go to the same day. Mình là thứ bảy, và chủ nhật là ngày thứ bảy. Mình bắt đầu thứ bảy, mình là thứ bảy. Thứ bảy là 12 tây thôi. Mấy giờ mình chấm dứt? Mình ăn trưa xong, mình phát pháo xong, mình chấm dứt. Xong dầu. Năm sau mình bắt đầu 5 giờ là thứ bảy, thay vì 9 tối thứ bảy. Nó kỳ. Nó có kỳ giờ đi về. Okay. Okay, so that's one correction. Anyone else has any other anything I'd like to share with the assembly? Ai có muốn chia sẻ gì khác nữa không? This is her fourth, and this year the chanti maybe is very sparse as far as attendance goes, but it feels very peaceful and blissful. She likes it. An lạc. This is the spirit of cultivation. You cultivate for yourself. You don't cultivate and for other people's opinion. Tu cho mình, chúng mày tu để cho người ta để cho người ta nhìn. Ta muốn nhìn, ta muốn làm gì, ta muốn nghĩ gì để tu thì mình hiểu cái sáng tạo. Ta đang tu để cho nhìn mình thôi.
So what happened is that my comment is that if you cultivate, then you end up to death yourself. Your own work is that others who don't cultivate and watch you cultivate and comment on your cultivation, they don't have their birth and death. Is that wrong with that? I heard, today, there's a gentleman here, he says he has sinuses from his medication. He has a heart surgery, and he's now on medication for the rest of his life, I guess. That's the way it is, right? For most heart surgeries, you're on medication for the rest of your life. So I confirmed it with him, and he confirmed it for me. And after the surgery, he's on medication for the rest of his life. Back in 2008, bác sĩ cho uống thuốc, cái thuốc này là uống cả đời luôn, nó không thể ngừng được. As a result, he has sinuses. Và khi bị uống thuốc đó, cái nước mũi nó chảy ra ngoài. So the doctor says, you can't avoid it. There's nothing you can do. Bác sĩ nói là vô phương. Uống thuốc lại là thuốc này, cái ung cơ bệnh như vậy thì cái nước mũi nó phải chảy. And he came here, and after 3 or 4 days of intensive chant practice, his sinuses went away. Tới đây tu đánh thiền thất có 3-4 ngày, cái nước chảy mũi nó hết. So that's you could call that a small response. Qua đó là một cái cảm ứng nhỏ nhỏ. We're glad for you. Chúc mừng cho bạn. It's amazing. People don't realize it. Their health and their well-being is in their own hands. They really are in their own hands. And if you don't know, if you know something wrong in your body, and you don't do anything about it, it's your choice. There's nothing anyone else can do. If you know, cái sức khỏe, cái sự lành mạnh của quý vị là ở hai bàn tay của quý vị. Quý vị biết mà thân thể mình nó có cái gì nó hư, cái gì nó không đúng, không chịu làm gì hết, không chịu sửa, không chịu thiền, không chịu tu hành, thì cái gì đáng không chịu. Sự thật là vậy. I'm sorry, I'm being very rough right now, but saying that if your body is wrong, then after all the medical things that you can, medical procedures and things you can do, there's still one more step. And beyond that, you cultivate. You purify your mind. You purify your body. You get well. That's a fact. Nói cho quý vị biết, cái tin vui cho quý vị nghe. Mà sau những cái liều thuốc, sau những cái phen mổ xẻ trong bệnh viện thương, mà cơ thể nó vẫn còn đau như thường. Có nghĩa là khi ngành y khoa nó tới hết mức của nó rồi, quý vị vẫn còn một cái giải pháp khác là tu hành. Tu hành là sao? Tu hành là quý vị học cái phương pháp để mà thanh tịnh cái tâm, cái thân của mình, thì cái quý vị sẽ khỏe lại. Đó là cái bí mật của vũ trụ. And this is the secret of this universe. You do not have to watch your body die. Quý vị không cần phải nhìn vô để mà chịu trận, để cái cơ thể cho nó chết. You can do something. Có cứu bạn cũng được. Okay. So, đây là một cái tin khá vui như nhỏ như vậy cho quý vị thấy là con đường đó là mình đang đúng hướng. This is a small thing, like the signs of disappearing when there's no real medical reason for it tells you that you're on the right track. Đó, quý vị thấy là mình con đường cái hướng mình đi đúng rồi. Okay, so eventually, now the sinuses are end. Maybe someday the end of the birth of death also end. Bây giờ cái nước cái đường mũi nó nước nhà mũi nó ngừng lại thì ngày đó mình chắc là đã liễu rồi, ngày nào đó thì có thể là cái sanh tử cũng sẽ liễu luôn. Okay, yes, question. Not question. I have an announcement. Yes.
We purchase reusable containers and recycle bin. Yeah. To avoid using disposable plastics. Right. So I would like to communicate so people are aware. This is recyclable bins, meaning where? In the kitchen, we got a big blue recycle bin. So what do you do with that recyclable bin? Any plastic that has a recycle sign, the bottles, we don't throw away with regular plastic. Okay. That's very good. That's a good idea. I mean, polluting the mother ocean with all these plastic things, it's alarming. And also, we have containers. So before we think of using disposable plastic wraps, we can think of using containers. Okay, very good. Anything else? Any other announcements? That's an excellent idea. Every year, sea animals die in incontable numbers. So. Ừ, thì tôi thông báo là mình mua một cái thùng bằng plastic màu xanh đó, để mà khi mà lấy cái miếng bao ni lông, cái tủ ni lông mình vớt ra cái thùng đó thì mình recycle thôi lại, mình đã tới hạn recycle lại. Rồi nếu như mà thay vì mà dùng những cái bao ni lông đó, thì mình có thể dùng mấy cái hộp ni lông để đỡ vớt những cái bao, cái bao đỡ vớt những cái bao, đỡ cái sự ô uế của cái môi trường này. Rất là tốt. Tại vì lần này mình xài cái ni lông nhiều, nó tai hại cho cái môi trường, mình bớt là tốt. Yes. Yeah, we may have mentioned it before once, but that just reminds me that that big island of plastic off the Pacific coast is like over a mile big. Just no, it's bigger than Texas. Actually, bigger than Texas. It is actually bigger than the whole size of Texas. Is floating around the ocean now. Yes. Giant patch of plastic. Yeah, everyone knows about that. That plastic islands is scary. It's killing so many maritime organisms right there. Fish, turtles, you name it. It's nasty. It's unconscionable. It's dumping in the ocean. I used to use all this disposable like everybody does. It's like a bad habit. And then once I saw some like actual photograph or video, you know, this image just, you know, reminds and replay. So it turns out I always heard that there are cultivating some bad organisms who feed on plastic. Huh? And if they unleash them on the island, so there may be a way to recover. Wow. So organisms. That sounds very dangerous to me. I don't know. It turns plastic into something that's biodegradable. Oh. So you might try to think about doing it this way. No one's going to be scored to pay for it. That's the sad thing about this. It's no one's responsibility. Very serious. Anyway, anything else? Oh yeah, and also Janice shared with us that today her son has proven to be allergic to everything else in this whole earth. Rice, peanuts, cashews, nuts. What else? Cats and dogs. Rabbit. Eggs. Bread. Milk. He was allergic to apples. Apple at one point. How about bread and milk? Wheat. How about pizza? No pizza. Milk? Yeah. Nhỏ đó, con của cô này là nó bị cái dị trứng, ăn được gì đó, là dị trứng, nó phản ứng lại. Dị trứng cho những cái đồ ăn, thức ăn như là đậu phụ, mấy cái hạt dẻ, mấy cái mèo, chó, cơm, ăn cũng được nữa. Có một lúc nó cũng không ăn được mấy cái trái bom, đủ thứ dị trứng hết. So it's proven scientifically. They did the test and they showed that he's allergic to all these things.
Rồi bác sĩ chứng minh đó, nó có gì chứng minh tất cả những loại này. Và nó cứ ăn những cái loại này hoài. Yeah. But he still eats them, right? He's still alive, I think. Growing tall, apparently a little bit kind of crazy, but it's not normal, no different than any other children. Thì nó vẫn lớn lên, nó vẫn ăn, nó vẫn đi học như thường, nó có vẻ thông thường. It's an anomaly that maybe that someday the doctors who specialize in allergies for children will pay notice and do a study on him and try to figure, discover why during the summertime when he has the time off. It would be very helpful for medical science to examine him and figure out why these things are there and yet it's not activated at all. It's supposed to kill him, but it's not. So it's really it's a medical miracle, you ask him. And this is the kind of thing that researchers love. To me, if I'm a researcher, medical researcher, I'd love to put my hands on him and find out why. Thành ra cái này là một cái chuyện rất là kỳ lạ, là vì nếu mà thầy làm nghiên cứu về cái y khoa thì thầy sẽ yêu cầu nó tới để nghiên cứu nó khoa tại sao có những cái gì chứ mà cơ thể nó không có phản ứng như vậy. Một cái chuyện rất là kỳ lạ. Như vậy mình phải nghiên cứu như vậy mình mới hiểu được nhiều hơn về cái gì chứ. Sau này giúp những đứa bé khác. You can do that kind of research that's going to be helpful with the future children. You know, the knowledge about allergies. But I don't think it's going to happen. Their doctors here are small-time doctors who's too worried about covering their rear end and make sure they don't get sued, get malpractice lawsuits, and that's about it. You know, bác sĩ ở đây là mấy phong mạch nó nhỏ thôi, chỉ lo nghĩ bản thân mình, tôi sợ là bị kiện tụng là không nên không cần biết việc về cái sự phát triển của y khoa, chuyện kỳ lạ, chuyện nghiên cứu thì chuyện nào mới hiểu. It's a miracle. They should study and find out why. There's a physical link. Okay. Anything else? Anh có muốn con nói gì nữa không? I have a small story to share with you. Thầy có một cái chuyện nhỏ nhỏ để kể cho quý vị nghe. Understandably, this is a very private affair, so I cannot reveal the names or locations, stuff like that. We'll check the innocent. But this is I heard about someone telling me, người kể cho thầy nghe câu chuyện này. She married and goes to work and has feelings for a co-worker. The cô này cô có gia đình đi làm việc, thành có cảm tình với người làm việc ở công sở. And it keeps growing and growing, and she knows it's wrong. So she keeps on saying, no, this is not what I want. I don't want this kind of thing. Thì cô biết chuyện đó, nó sai lầm, là cô cứ kháng cự mà. Cô nói, có những chuyện thì tôi không được làm, tôi không được Phật tử. And so, but the false thinking keeps on bugging for a long time. Thì cái vọng tưởng nó cứ khơi lên hoài. And so, there's no way she recited the Buddha's name and everything she could ask for, everything, you know, whatever, forms of cultivation. And they don't seem to help at all. They put the kitten and all the coca on the kitten. And so one day someone gave her a set of sutras from our temple. Khi có một người kia gửi cho một cái bộ kinh của chùa này. The three sutras, the three sets, the first three sets were published. Ba cái bộ kinh đầu tiên của chúng ta xuất bản, kinh Di Giáo, kinh Thí Thập Nhị Chương và kinh Dược Sư. Thì cái kinh
three sutras, the bequeathed teaching sutra, the 42 section sutra, and the medicine master sutra. And so what he did is that after work, after in the evening, he would open a sutra and read it for a few pages. And buổi tối đó, buổi tối bây giờ khi mà đọc bài ra, cứ một ngày đọc như vậy. So every day she would read about a few pages. Okay, occupy the time. Để mà chỉ đọc cái thôi mỗi ngày, mỗi đêm chỉ đọc bài ra thôi, xong đi nghỉ. And then she discovered the web page, the Vietnamese web page. Thì rồi rồi mới khám phá ra cái trang mạng của cái tiền đó. Em lên mạng đọc thêm. So she then went on and read a few more things, you know, Q&As and Dharma talks and so on. Lên nó đọc mấy cái vấn đáp, mấy cái bài thuyết pháp, nghe mấy cái lời giảng kinh khác, and the MP3 files, the various MP3 files, maybe another sutra lectures, and những kinh khác. And then, that's what she did. And then, all of a sudden, she said, then one day I realized that for several months now, I don't force think about that issue anymore. It's gone. Just like that. Hôm kia, cô ta mới khám phá sau khoảng mấy tháng trời, 7-8 tháng trời, bỗng nhiên cái vọng tưởng mà lúc trước có đó, đều đều đó, gì cũng còn. I'm very grateful for the sharing of the experience. Thầy rất cảm ơn đã chia sẻ cái câu chuyện đó với thầy. Because it's an act of faith that I will not betray the confidence. Đó là một cái hành động hành vi mà chứng tỏ rằng có lòng tin với thầy, tin tưởng với thầy sẽ không nhầm bậy lừa bạc, không có lợi dụng cái này. But I thought I would share it with you to tell you that your little things we did for the last few years, in very small ways, is finding its way to help some people out there, one way or the other. Cho quý vị thấy, chúng ta bỏ bao nhiêu cái thời giờ, bao nhiêu cái tâm huyết để mà hoàn pháp đó, có một cái tí lợi ích nào đó cho người ta ngoài kia. Yes. I just wanted to mention that we get quite, I'd like to see the analytics, but we get quite a lot of hits to the free sutra page, so I'm sure a lot of those get downloaded. Yeah. Nói all around the world. Thì hiện giới nói là những cái kinh đó, trong cái mạng chúng ta đó, thì tại nó họ báo cáo, theo những cái lời báo cáo đó, thì nói là rất nhiều người khắp thế giới này đang đọc những cái kinh mà miễn phí của chúng ta. I want you all to know that's something that we can be all proud of. Nó nói cái này kể cái này để chúng mình thấy rất là hạnh diện. Tại vì quý vị biết không? Because for the last three years, four years, ba bốn năm vừa rồi, we spent a lot of men hours and women hours preparing these sutras. Chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để sửa soạn những cái bản kinh này. You know, it takes a lot of sacrifices for people to even to work on the websites. It's very time consuming. I know that. Biết quý vị biết không? Con cái mạng như vậy nó tốn thời giờ dễ sợ. Nên nó mà sửa tới rồi đăng lên đăng xuống, nhiều việc posting, you unposting, you update software, you answer question and answers, and you know we spend our own money to print the sutras. Rồi chúng tôi là tự bỏ tiền ra in kinh. Okay, at least we used to. Trước ít còn có tiền mà dám in kinh như vậy. And then we distribute it. Rồi xong rồi gửi đi miễn phí khắp mọi nơi. Okay, and I think it's a little things that we do to repay the community. Đó là chuyện chúng ta làm để mà trả ơn lại cái xã hội này, trả ơn lại cái chúng sanh.
the fight is not for, you know, for any other reason but that. Because I'm telling you that because when we do those things, we suffer a lot of, you know, we endure a lot of hardship and a lot of financial hardships, and we don't say anything. We just simply do it because it has to be done. Stupid words. I happen to look at you at that moment. Okay, nói cái việc này, mình sống cuộc đời tu hành như vậy, mình thấy cái chuyện nó toàn chuyện lỗ lạ không, bỏ tiền mấy chục ngàn đô la để mà đi du tin không ai thành biết tí hết, rồi bỏ biết bao nhiêu thời giờ để soạn kinh, để bao nhiêu thời giờ để mà sửa kinh, bao nhiêu thời biết bao nhiêu người giúp đỡ, biết bao nhiêu người lấy cái mạng đó là không làm ra được một xu nữa. I said, we spend so much money on the website and we don't make money. I said, no, it's not quite true. Some generous donors gave me about $200 so far the last few years. for my expenses. Khi mà cần làm mình phải làm, thì mình đừng có phân biệt, đừng có nói là xin xỏ cái này, đừng có nói làm cái này cái nọ, quyên tiền để mà làm bà, quyên tiền để mà yên kinh, quyên tiền để không có đâu, mình có cái gì mình làm đấy. This is the attitude we have at the temple. When we have the resources, we do it, we give it away. We don't have the resources, we don't do it. We don't go around and ask a child, can I have money for my printing expenses? There's a dignity in the way of the love for people's lifestyle that I want you to know that we're proud of it. Cho quý vị thấy cái tinh thần tu hành của chúng ta, của chùa chúng ta đó, có một sự tự trọng, có một sự khiêm tốn của nó. Không có khoe khoang này nọ. Okay? And so I tell the story because I'm so grateful for this person to share me the story, knowing that she can trust the confidentiality and nature of this thing here. And I feel that it's so brave and so kind of her to share this experience because it's so encouraging to me. You know, I know it has to be done, but it's nice to every now and then hear from people out there who says it helped me a little bit, because I need to share it to all of you to say, hey, thank you, you all did good. Okay, I never do it often enough to all of you, because that's what we do what has to be done. But it's because there's not enough of this feedback to for me to provide further encouragement. Okay, and now thầy cảm ơn cái sự đồng tâm mà đặt đây để kể những câu chuyện như vậy mà thầy không tiết lộ tôn tích chúng ta để bảo vệ cho sự bí mật cái cuộc đời riêng tư người ta. Nếu có những câu chuyện như vậy thì thầy đi những cái cơ hội để mà nói cho người biết là muốn cảm ơn cái gì và giúp đỡ trong cái khoảng cách như vậy, mặc dù mình đi khả năng mình eo hẹp cũng không bao nhiêu hết, nhưng đều mình có cái giúp đỡ một tí một chỗ người nào đó, là mình có như vậy cho quý vị thấy mà cái sự giúp đỡ đó có quý vị trong cái chùa này, trong cái đạo tràng này nó có một cái ý, có một ý, có cái lợi ích tí xíu nào đó mà không. Ok, so your contribution is just make a small bit of a difference, so keep it up. Alright, anything else? Có muốn nói gì nữa không? Do you think it's a good idea if I get some copies of Medicine Master Sutra and then also bring to the show, some of the shows? Sure, you should bring them and sell them. And then I can ask their donation? Yeah, you should bring yourself. We have multiple channels of distribution. When they come to the temple, sometimes I give them away for free. But sometimes download it for free. But sometimes you go to the trade shows and people want to get a copy of it, a hard copy, and you're there. You should sell them.
But it doesn't have a price, right? Because it's for free. You can name any price. I can say you can just donate, maybe. Yeah, you can donate your life. You can say whatever. Okay. I think some doctors might like it because yeah. It's a medicine master. Yeah, some doctors might like it. I'm being realistic because for people to help us distribute it, it must be something in the form. Okay. So I'm even considering putting them in a Kindle format and sell on Kindle as well, so that it can be downloaded on Kindle. I don't know if that it makes sense or not to download Kindle format when it's free on our form and website or not. It's already on PDF, right? Yeah. Free? Yeah, it's already free on PDF. You could do it, I guess. It's maybe a little funny. Okay, then don't do it. You know, you can definitely, there's nothing to stop you from doing that. I think you can also, we can sell at the minimum like cost. Like on Amazon and stuff. You can sell anything, yeah. I really, I mean, to me, that money is gone. So I don't care. Whatever you do with it. Well, yes. The reason why I suggest it is because people get it for free and they don't, most people don't take it serious when yeah. it's free. They think it's free, therefore they don't, you know. They don't consider this is important. Yeah, just throw it away as soon as they get it, so. Yeah, that's the nature like of freebies. Yeah, I mean maybe it's different people come to the temple, they have some respect for it, but yeah. just like a trade show, I wouldn't give it away for free because yeah, just sell it doesn't make sense. Yeah. I just put a price yeah. tag on it. Yeah. Yeah. $10 or something. But I don't want to name bucks, the price $10. If it's already available for free, they can figure out and I don't want to... No. It's free on the websites only. Huh? It's free on the websites only. Hard copy is not for free? Well, here it is if they come to the temple, but... Yeah, the we don't... The context is different enough. I don't send it out for free anymore. You have to come here. I used to send it out for free. Then can we decide at least the base price? $5, $10. Oh, $5.99. $5.99, $10. Yeah. Okay, discuss. Thầy cái câu chuyện mà cái người đọc cái bản kinh đó đó thầy, thầy có cho lên website để đọc lên cho người khác thấy cái evidence đó. He says maybe you should put that story. I will ask for our permission first. Nếu mà mình làm được vậy đó thì nhiều người đọc được đó. Tại vì con thấy cách đây khoảng 2-3 tuần con coi trên báo thấy cũng y như thầy nói đó. Một người phụ nữ da trắng khoảng 40 tuổi. Cũng tự nhiên nó switch on cái tư tưởng bả mà bả chịu không nổi những chuyện này bả. Cái bả thì bả chịu không nổi bả kiệt sức, cái bả ở nhà luôn không đi làm, đột hãng nó đuổi luôn. Mà bả chịu như vậy 9 năm. Cuối cùng ông boyfriend giúp nó không được luôn, bả tự sát. Nó hai trường hợp đó, nếu cái người này mà gặp như cái người này thì đấy rồi. Nếu thầy đưa lên website biết bao nhiêu người ta xem ở đấy. Thầy sẽ xin phép cái cô này xin phép để đăng lên. Nói tổ nhà của cậu chịu lên nhưng mà đi với nhau giúp người khác. He says that maybe you should put that on the website and I said we'll ask permission. Con thấy báo đàn nó đàn cái hình người đó luôn á. The book? Mọi người đẹp người lắm. No, no. The story about reading the sutras and help quell the false thinking. And he read somewhere on the web that there's a Caucasian lady that has a similar problem. She falls thinks so much at work about all these things, and she couldn't take it, so she quit her job, and even quitting her job didn't help either. And her boyfriend couldn't help either. She keeps on going crazy about all these crazy thoughts, okay, excessive desires. Finally, she couldn't take it anymore. She took her own life. Yeah. It's some very, very crazy stories. And you know, the many ways to deal with that is just that we need to tell more stories like that to help people understand their options. That's beyond the medical field that they should consider. It's unfortunate. If I were her boyfriend, I would bring her to a church or a synagogue and say, please talk to a father or a rabbi and see what you can do. Bring to a temple and talk to a monk and nun.
even a psychologist or a therapist. Psychologist or something. It's just some people are like that, and it's sad that people are resort to desperate measures. Cái chuyện mà mình nói cho mình đi cho mình nhiều khi cái chia sẻ những chuyện để cho giúp đỡ những cái người khác trong lúc mà mình giây phút chưa vọng người ta có thể sáng tìm cái đường giải thoát. Okay, anything else we want to talk about? Sincere, and you repent, and you pray for help. Otherwise, it's very difficult to get help. Có nhiều cái phương pháp, Phật pháp có nhiều cách để mình giải quyết những vấn đề. Những vấn đề là họ không tin, không mình chỉ. Cái bắt buộc phải bắt đầu với cái lòng tin. Họ tin mình giúp được, họ tin bắt đầu cái gì. And I said Buddhism has a lot of ways to help deal with that. And it starts first with the faith. You don't have the faith, it's nothing you can. The more faith you have, the quicker the response. Someone has to have the faith. Phải có cái lòng tin, ai đó phát cái lòng tin. Nhiều khi cái người mà bệnh đó không phát lòng tin được, những cái người thân nhân đó có thể phát lòng tin được, còn giúp được gì nữa. And I let me spell it out for you. Maybe the person who is afflicted with that may not be able to bring forth faith. But her relatives, her family and friends can bring forth the faith. It still works. The faith has come from somewhere. Okay? And that's the secret behind it from the Buddhist approach. And đối với bên Phật giáo mình, cái lòng tin đó, chỉ cần có một cái chỗ nào đó, nó phát cái lòng tin, mình có thể vào và giúp được. Rồi mình đi mặc về bên phía mình, chẳng phải là chuyện bị vong đâu. Phải có người phát lòng tin đó là có thể. Tại vì cái người ta, cái lúc người ta lâm trầm như vậy, đầu ta tối tăm ra nó phát lòng tin được. Có người khác phát lòng tin vẫn biết được như thế. Let me clarify for you. When that person who is in trouble, in the midst of it, loses her clarity of mind, so there's no way that person can bring forth the faith. But if her family and friends can bring forth the faith, it still can be helped. Okay? So it is it's very encouraging to me that someone that we never met before will read our sutras and make the connection and says, you know, all these are cleaner perspectives on life. Acquire and lead a more fruitful and more meaningful life instead of indulging in your own desires. And cái câu chuyện này cho thầy thấy là có mình phải làm những chuyện như vậy để cho chứng tỏ cho mọi người biết rằng có những khi giáo lý, có những cách sống nó lành mạnh và nó lương thiện. Thay vì mình chỉ chạy theo cái dục vọng mình thôi, mình chỉ tự nuông chiều mình thôi, làm sống rất là nghèo nàn. And that's the way it is nowadays. People really know themselves. That's all they're interested in doing. Tại buổi nay ta chỉ như vậy thôi, ta chỉ tự nuông chiều tự theo làm theo cái ý mình thôi. Everyone insists on doing things their way. To insist on indulging themselves.
satisfying their desires. Ai cũng nghĩ được sự thành công trong cuộc đời này là do từ mình tự thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, những cái ao ước, những mong muốn của mình. What do we do? We come here, we do, we meditate, and we do exactly the opposite. Thì chúng ta làm sao? Trong hoàn cảnh như vậy, trong môi trường như vậy, chúng ta đóng cửa lại, đóng cửa chùa lại, không cần biết gì nữa, đóng cửa lại, đi ngược lại cái dòng sông. Không đi chạy theo cái nhu cầu, không chạy theo cái dục vọng của mình. We shut down our gates. And then we stop everything and then we go the opposite direction. We don't pursue our desires. Okay? We make personal sacrifices. Human heathen, you make personal sacrifices. Take time away from work, take time away from your family, from your own personal life. From football games, quý vị bỏ thì giờ ra mà hy sinh thì giờ để thì giờ với gia đình, thì giờ với cái cá nhân của mình, thì giờ với ăn uống, vui chơi, coi cine, nhảy đầm, doing your sources, drinking, and so on. So you make personal sacrifices in order to clear our head. Làm cái gì? Để cho trí chúng ta nó sáng. Clear your head to make your body become healthier. Để cho cái thân thể chúng ta nó cường tráng hơn. That's how we stop polluting our society. Minimize our pollution, our own personal pollution to society. In addition to do recycle it. Như vậy mình bớt cái sự đóng góp về cái sự gia hại của cái xã hội này. Mình chạy đuổi theo dục vọng, chạy đuổi theo cái mong cầu đó là nó đem sự, thường thường nó đem sự tai hại cho những người khác. Because when you pursue desires, your sole purpose in life is to fulfill your desires. It usually is at the expense of someone else's, and usually at the expense of the environment, the lower realm animals. Okay? And they could be sống đời như vậy, chỉ hưởng thụ thôi. Thì thường thường, cái người phải trả giá là người khác, họ chịu thiệt thòi. Nhất là những chúng sanh, những loài súc vật, cá, chim chóc, nó phải thì chịu thiệt thòi. Làm ô uế môi trường. Alright, so that's what we do. And still not good enough. Làm như vậy cũng chưa đủ nữa. Người ta vẫn là chê bai mình như thường. Làm như vậy người ta còn chỉ trích, vẫn còn. And that's still not enough. People still say this, say that. Jeez, who cares? People. Confused, so you shouldn't pay attention too much about these confused words. Chẳng nhầm thế là tại vì cái lời đó lời nói của những người mà nó thiếu sáng suốt, lời nói của những người mà hẹp hòi, tâm hạn nó hơi hẹp lượng một tí. Nên cần để ý những chuyện đó. So you have to pay attention to these words of selfishness, of self-serving. Continue our path and quietly pay back to the community and contribute. And if you tiếp tục làm thì mình thôi, giúp đỡ hết sức của mình, trả ơn lại cộng đồng, đóng góp vào cộng đồng, hết sức. Okay. Yes. What is a Buddhist perspective toward marriage? Towards marriage? Yes. It's a good thing. Thì quan niệm về Phật giáo về gia đình là sao? Thì nói gia đình là chuyện rất là tốt. Why is it a good thing? It's a good thing because it's the single unit.
It starts from desire. It's a single unit that is has to be strong and healthy in order for society to prosper. Gia đình là rất quan trọng. Tại cái gia đình mà lành mạnh, mà hạnh phúc thì cái xã hội nó sẽ lành mạnh. So in all religious faiths, they put a lot of emphasis on these family unit because they realize that without the family unit, society will not be able to survive, you know, not be able to prosper. Thì tất cả tôn giáo đều chú trọng về cái đơn vị gia đình như vậy. So marriage is a good thing. Tại vì chuyện hôn nhân là chuyện rất là tốt. For the simple reason that because of yin and yang as well. Tại vì nó có cái chuyện âm dương ở trong. Okay. The institution of marriage is a very good institution to have. This is my personal opinion. Đây là cái tư tưởng của thầy thôi, riêng cá nhân của thầy thôi. Tại vì cái chuyện mà hôn nhân chuyện rất là tốt, cái chuyện lập gia đình chuyện rất là tốt. Because what happened is that if you go into marriage with the mindset that you're gonna make it work, try your best to make it work with the person you're in love with, that is a very good thing. Tại vì theo cái tư tưởng của thầy, nếu như quý vị gặp được một người mình thương yêu và mình quyết định mình muốn cưới người ta. Và mình tới trong cái tinh thần là mình muốn cố gắng hết sức của mình để tìm cách để mà làm cái hôn nhân nó thành công thì cái đó rất là tốt cho xã hội, very good for society. But love is also a form of desire and interest. Yes, love is a form, natural form of desire. What happens is that if you really love someone, then it makes it easier for you to forsake loving someone else. Cái ái tình nó quan trọng là nếu thực sự cái vị thương người ta thì cái vị sẽ có thể dễ mà cắt bớt cái lòng thương cho người khác cho để ta nhìn. Love is a form of sexual attraction between two people, so it's natural occurs, no two ways about it. You see someone interesting, you have feelings, emotion of that person. It's all very natural. There's no sense in denying it. Okay. Cái chuyện mà mình thích một người khác, thương người khác là chuyện rất là thông thường. Okay. But because of the family relationship, the family commitment, that makes it easier for you to forsake the additional desires, which causes chaos to society. Okay. Nhờ cái hôn nhân ấy, thì liên hệ hôn nhân thì cái sự mà tham dục của mình đó. Nó dễ bị kiềm chế hơn, tại vì mình đã hứa thả người khác rồi, hứa với người khác mà mình sẽ trung thành với người ta. Because we promised our spouse that we want to be faithful to. Okay. So it's helpful in that sense. I'm not sure that's what you want to hear. What Buddhism views marriage. It's like that. That's my personal view of marriage, yes. I mean, not you, but Buddhism. Buddhism doesn't say anything about marriage? Yes. The Buddha says there is the things that married people should be doing, single people should be doing. So he describes in various sutras, especially in the Hinayana sutras, what the roles of the father should be, the role of the mother should be, or a son should be. So the Buddhism recognizes a family as an important unit in society. So he details on the role of each person. How about Mahayana tradition? How does it see marriage? Mahayana is the same Hinayana from as far as that goes. It's no different.
Mahayana is goes further along in the sense Mahayana stress is not is the goal is to bring you to enlightenment. But Hinayana is bring you to is end of birth and death only. It's a big difference. But in terms of family and love, it's the same outlook. But the way that the people go about within the family units, and we talk about parliament, and the way the various approaches they choose in walking the path, Buddhist path is different between the different groups of people. For example, we started talking about the parliament here. So this person here is a lay person, and yet he became enlightened by himself. Whereas this particular teacher here, Vero Xu, he became enlightened by becoming a monk. So the difference is in the approach, the road that people choose. Given their personal circumstances. So Pan Meimen remained married. He didn't renounce his wife. He didn't renounce his mother. I mean, his daughter, his son. And he cultivated. He became enlightened. Okay. Thì khác biệt giữa tiểu thư và đại thư nó không có khác gì hết á. Đề công nhận là dinh là một cái đơn vị rất là quan trọng. Thành ra trong cái kinh của Phật, trong cái kinh của Đại Tạng A Hàm thì họ giảng rất ra, Đức Phật giảng rõ ràng cái trách nhiệm của người chồng phải ra sao, trách nhiệm của người cha phải làm gì, người con phải làm gì, người mẹ phải làm gì, đây đó. Nó mô tả rất là chi tiết những cái trách nhiệm. Khác biệt giữa tiểu thư và đại thư là phương đường người ta chọn trong cái hoàn cảnh như vậy đó. Họ chọn là làm cách nào để đạt được cái dữ liệu, để đạt cái giải thoát. Thì hàm như thầy cho ví dụ đó, ông bà này, ông cư sĩ bà đó, thì ông chọn đường giải thoát của ông ấy, là bằng cách là ông ở nhà. Ông ở nhà với vợ, với con trai, con gái, với con trai. Okay. Mà tu. Thì ông vừa được giải thoát như thường, ông vừa được giác ngộ như thường. Ngược lại, ngài tổ sư Hư Vân đó, thì ngài là nhất quyết từ lúc nhỏ là nhất quyết bỏ cái những cuộc sống gia đình để mà xuất gia, để mà tu, để mà đạt đạo. Và mỗi người nó có cái con đường khác nhau. Pháp đại thừa nó có đủ thứ loại, đủ thứ cách. Đấy. Nói chung cái pháp mà xuất gia là cái pháp mà nó dễ đạt giải thoát hơn là pháp. But in general, it is important to point out that those who wish to end birth and death and gain enlightenment is much easier to do it through the pathway of a left home person than from a lay person. Why? Tại sao như vậy? Because I alluded to that yesterday, and I want to repeat it for the sake of the other people. Tại vì có thể giảng sơ sơ rồi, buổi trưa thì giảng sơ sơ rồi. Because when you become a left home person, you commit to not indulge in sexual gratification. Tại vì cái người mà xuất gia là cái người mà quyết định không có đeo đuổi những cái chuyện thỏa mãn tình dục. What happens is that sexual gratification is a tremendous amount of energy that you have at your disposal. You don't use it, and then you to be không theo cái chuyện làm chuyện thỏa mãn tình dục ấy, thì cái lực của cái thỏa mãn tình dục đó là một cái lực rất là lớn lao, và quý vị có thể dùng để mà áp dụng cho nó, sử dụng để áp dụng cho nó trong cái cuộc đắc giải thoát, có nhiều cái sức hơn người thường. And that's why you can apply that tremendous amount of energy, sexual gratification energy,
towards cultivation. That means that you have a lot more energy than a typical lay person. You have a lot more ammunition, you have a lot more resources to cultivate than a regular lay person. Vì thế, cái người xuất gia họ có nhiều sức để mà tu hành hơn cái người tại gia. For example, Layman Pan, even though he still has a wife, but as soon as he decided to cultivate, they ended their husband-wife relationship right away. It's a necessity. If you want to become enlightened, you have to cut it off. Thành ra như cái ông bà cư sĩ đó, mặc dù mình nói là ông là người cư sĩ mà ông nghĩ ác bộ, nhưng quý vị biết không, một khi một cư sĩ nó quyết định là mà ông phát tâm mà tu đó, thì điều đầu tiên hết á là ông cắt cái chuyện giữa vợ chồng với nhau ngay lập tức. Thì như vậy thì có cái sức nhiều hơn để dành cái sức đó, dành cái lực đó để mà tu hành thì mới đạt được cái đạo. Một cách nào khác is no other way, by the way. There's no other way to become enlightened unless you do not indulge in sexual desires. And food desire, too, right? Sexual desire is the biggest one. Food desire is not that big. Isn't it related? It's related, but ultimately, it's sexual desire that is the biggest monster that you have to deal with. Okay, so this is what has happened in the history of mankind. That is, if you want to become enlightened, then you have to cut off sexual desire. That's the big point. This is what the Buddhists know, but the non-Buddhists do not. That's why the serious Buddhist cultivator, okay, would not promote sexual desire gratification as a way of life. Marriage is not. And even within marriage, it's better to be more moderate, not indulge too. That's a Buddhist approach. If that's what you're getting at. Yes. Okay. I had this question because I started to notice the love we think love is between man and woman is big part of illusion. Big part of the? It's big illusion. It's illusion, yeah, absolutely. It is just so illusion. Isn't it depressing? It's just coming from unawareness. People just keep doing it. It's just, you know, they think it's love, but when I just see it, it's totally sexual attraction. And they sugarcoat it, you know, it's just so funny. It's all silly. Yes. And then after he says, what happened? You get bored. Yeah, the guy just turn around the bag and sleep. Because he has done. It's very sad. You know what I'm saying? Tôi nói là tôi giờ tôi từng ngày tôi từng hiểu thấy là cái chuyện mà giữa yêu đương với nhau là cái chuyện mê muội, một cái sự giả tạo, tại mình tự lừa dối mình. Thì ra coi nó cái yêu đương đó, cái chính của nó thì ra là cái chuyện tình dục. Cái chuyện tình dục nó chả có ý nghĩa hết. Khi mà họ bán rồi thì ai cũng chán nhau, không ai nhìn nhau nữa. Sự thật cô nói cũng trắng trợn như vậy. It is interesting that you choose to put it in a blunt fashion. For most Buddhists, by the way, especially monks, they would be uncomfortable talking about it. But this is but I'm not uncomfortable because it's factual. The intention is to bring out the facts, and the way you feel about it, it doesn't necessarily prove anything. It's perfectly okay to share your opinion in my book. So I agree with you in the sense that I totally agree with you, to be honest. There's the thing that you're slightly off is that because you haven't met the person you love with yet. There's more to love than sexual desire.
is not, is that emotional part, shana, that is not met by the physical part, is not satisfied with the physical thing. It has to satisfy emotionally. So there is a love that exists between men and women? Yes, there's a love that exists between men and women. I don't believe it. But it's not common at all. Men and wife, the husband and wife always fight, they have problems. Yes, yes. It's most families like that. However, there's very small set of people, pairs of people who are really in love the entire life. And they're very happy together. And I will assure you that these are emotional experiences, they're not physical. So I agree with your physical part, okay? The physical part is not enough to make it love. It has to be emotional. The emotions that you feel for someone that only another person can fulfill. Isn't emotion also a form of illusion? You yes. feel like it, but yes. you know, it changes as external things change. Yes. Right. But I'm talking about love. I'm talking about love that all normal people experience, they call love. I agree with you, most of what people call love actually is sexual desire, okay, sexual gratification. But I'm trying to point out to you that there's a small, very tiny group of people who experience what I would call love, because that gratification is more than physical, it's emotional as well, and intellectual sometimes. And spiritual too? And spiritually as well. It's a whole world where that some people somehow connect, and they only vibrate at a certain frequency, that when they vibrate together, they're very happy together. When the vibration is not there between two people, then it's chaos. They fight. But when they vibrate at the same time, it's music to them. I've never seen a couple like that yet. You will eventually. You eventually see that. But that's what is the case. So because of the same vibration, then the physical thing or the lack of money or the thing doesn't matter anymore. They can live in a touch hat and they're still very happy. You know, they live and die in poverty, they're still happy. It's vibration. It makes a sharing so unique. Very unique experience. If you find one, can you tell me? I haven't seen it. I described it to you that way. Actually, from a Buddhist perspective, there's some cause and effect as well. Because what happened is that these people actually have been husbands and wives for many, many generations, many lifetimes. Mm-hmm. So they learned to attune each other's frequency very quickly. You see? Mm-hmm. They tune, like a tuner. This person tunes right to that. That's but why. Very few. But they are husbands and wives for many, many lifetimes. That's why they tune each other so quickly. Okay? It's possible. Not impossible at all. Thì kể cái chuyện này, thì cái chuyện nghe, rồi cô nói là cô nói cái chuyện tình thương, yêu đương, cô nói cô không tin. Thì nói, để cười cô nói chuyện rắc rắc rừng, nói chuyện yêu đương với tình dục là cái kẻ rắc mắt cỡ, mắt tai đỏ kè hết. Nhắm cái chuyện là tôi thì tôi, cái gì tôi cũng nói hết đó. Tại vì nếu mà nó mà mình có quyền chia sẻ cái tư tưởng mình thôi, mình không dám nói mình đúng. Có hiểu không? Mình có quyền nói chứ. Ai cũng quyền bảo, ai cũng có quyền phát biểu cái tư tưởng của mình hết. Không có quyền cấm người ta. Cứ con này nó hơi trắng trợn. Thì thầy giảng cho cô nói là cái chuyện tình dục đó, thầy đồng ý với cô là những cái sau cái chuyện tình dục đó, thường thường người đàn ông đường bà thì chán nhá, là nghề ta chán. Nhưng đều trong cái tình thương đó, nó còn có nhiều hơn cái tình dục. Tại cô này còn trẻ, cô chưa thấy được cái đó thôi. Tại vì trong cái tình yêu á, nó nhiều, nó còn có cái tình cảm ở trong. Hai người thương nhau đã có một cái giao động trong cái tình cảm rất là thâm sâu. Giống như là cái để cho ví dụ giống như là cái âm thanh đó, nó cùng vang cùng một cái nhịp. Tại hai khi mà hai người đụng vào với nhau đó, nó cùng vang với nhau như vậy thì cái sự tình thương nó có sự chia sẻ sống. Còn khi mà hai người đàn ông đàn bà mà gặp nhau vang mình mà chọn nhau như vậy thì cuối cùng nó đấu nhau, nó chọn nhau, nó đấu nhau, nó
cặp cặp này mà họ họ cùng rung động cùng một cái nhịp với nhau đó, thì cái đó là nó thể hiện tình thương được, nó rất là đặc biệt, nó không có phá hại nhau mà nó giúp đỡ nhau, nó chia sẻ nhau, nó thông cảm nhau, đó là tình thương đó. Nhưng điều tại sao cái này nó rất khó, rất khó tại sao? Thường thường về cái quan điểm Phật giáo chuyện nó xảy ra là tại vì cái cặp người cặp này đã từng làm vợ chồng với nhau đã đời đời kiếp kiếp rồi, thành ra họ gặp nhau một cái người rung bên nghe bỗng nhiên nó vào rung mà đúng ngay cái nhịp lên, chỉ hai người làm được với nhau như vậy thôi, làm người thứ ba không được. Và cái đó là cái nhân quả đó, tại vì họ đã từng làm như vậy và có một cái sự thông cảm, có một cái chia sẻ mà cái người thường không có, đó là tình thương, đó là tình thiện. But ultimately, it's still a form of delusion. You are deluding yourself by vibrations. But it's a much more profound relationship than simply physical. That's what I'm trying to point out to you. It's still delusion. It's still delusional. And you just die and you don't know. Yeah, and then. Knowing that, Shana, what I find is that never mind the couples who fight each other tooth and nail or their adult life and bring the children to the world and let the children witness them fight tooth and nail against each other, the parents, okay? It makes the children very miserable. And those are scars of the children. Most of them don't recover from the adulthood. You know, they watch the children dry. Fight and tear each other apart, it doesn't heal. Okay? It doesn't heal at all. What happened is that there is some people who may be able to find their partner in life, but what happened is that it could turn to tragedy because one of them dies early. And the other person cannot adjust the patterns. So it's sort of like enslavement, if you ask me. You find someone who enslaves you, and then you cannot live with that, without that person anymore. That's slavery, if you ask me. It's confusing. Because there's nothing else that can make them satisfied except for that other person. It is. It is. And cái câu này từ ngày cô vừa tu Phật giáo, từ ngày cô cần hiểu thêm về cái sự sâu xa của Phật giáo, cô là thông minh như sợ. Cô là thích là ăn uống nhậu nhẹt nhảy đồng, nên nó vui chơi rồi chuyện tình dục. Nhưng cái này cô nói cô cần hiểu là tham trợ cái chuyện té thì tôi cần thấy cái tình thương, thái dục cái chuyện là chuyện mê muội nữa, không có nhiều hay, dễ sợ không? Thông minh quá, văn minh quá trình cái câu của người đó. Vì tới cái chuyện mà thấy cái danh dự mình rất là đúng đời một, bởi vì một cái chu kỳ nó khác nhau đó, không biết. Chứ mình không có nói được. Một cái thế hệ người khác hết trơn, chứ không ai giống ai. Cái thế hệ mai sau này còn dữ dội nữa. Cái đúng nhất là như thầy mới nói là nhân quả, chúng tôi có lợi trước sao đó, bây giờ nó tiếp tục thôi, mình cứ tiếp tục mình tự đi một chiếc chạy theo tiếp đó. Thương nhau ghét nhau, he said that the cause and effect, and also no only this applies to love, but also applies to hate. To hate. Hatred. They pursue each other to continue hating each other. This addiction. To torment each other. Because I like you, my husband, you abuse me. Now I become your husband, then I abuse you. Tức là chồng hành hạ tôi, thì tôi chồng tôi hành hạ lại. Tôi biết, tôi lấy cái buồn. Yes, questions? Have you heard of, say, couples who make a vow almost to
keep supporting each other in their practice as husband and wife. There's this kind of interesting story from Ajahn Mun. He read his biography. He talks about how he had like this spiritual partner, but she was reborn into another realm, and she would come and help him. But then she was a big hindrance to his becoming enlightened. Of course, he's a Hinayana person, but he said he had to kind of cut her off, and she got really angry because they had previously made a vow to practice together. But he decided, no, I'm going to accomplish the way now and not wait for her because she was stuck in the formless realm. It's a pretty interesting story. He tells a lot of these strange stories that happened after his enlightenment. Mm-hmm. Although, I guess it's just. I think Moon is who sees he, who is he? He's a Thai forest monk. I know Ajahn Chah is not enlightened. I think Moon, the name rounds, rings the bell. I mean, he revived. Is he Thai? Yeah, he revived the whole Thai forest tradition. I mean, some of his stories sound very Mahayana. His descriptions after his enlightenment, he was visited by all these Buddhas, like lots of different Buddhas, which doesn't sound very Hinayana. Yeah, they're on the path of Mahayana, but they choose to put on the don, the clothes of the Hinayana. That's very common. But anyways, I was curious about that from having read the story. Do people ever kind of support each other successfully in their practice as kind of a pair where they make this sort of vow to keep supporting each other? Sure, absolutely. They do have such pairs of people. We heard of the pair of people in Mahakashyapa. He and his wife became both bhikshus and bhikshuni, and they both became arhats. Very success, very big success story. Much bigger than Ajahn Mun. So yeah, absolutely. People have commitments that can last for lifetime after lifetime. In the Lotus Sutra, in the chapter, where the four cultivators who decided to cultivate Mahayana. And they said, well, we're all poor. All four of us are very poor. So how are we going to cultivate? How are we going to eat? How are we going to pay the rent? So one guy says, okay, why don't I sacrifice for us? I go to work. I support all of you to cultivate. Okay? So the old reap, so the guy slaved his butts off day and night to support the other three to cultivate. And he's very poor, they're very poor, very hard. And so very hard for him to support three more people in addition to himself. Yeah, but he managed to eke out a living for all four of them. And one day he went in the market and he saw the king coming with all the pomp. And he says, it's kind of tiring to be so poor when this guy is so rich. Boy, I wish I could be a king. Unbeknownst to him, the other three cultivators were in life. So because of his tremendous blessings in supporting three enlightened beings cultivating, he was born into in no time he died and he became a king, born into a royal family right away. And became an emperor himself, almighty in everything. And then the other three cultivators realized this guy is lost because now he become a king and he listened to all these advisors who are external listeners say, okay, Buddhism is no good, you know, Taoism is very good, and so on. So now he became deviant. He had this deviant taste. So these three cultivators, his three friends, realized this guy is being lost. So they immediately died and reborn
and one became his wife, and the other two became his two princes. All girls? No, two princes. A prince? Yeah. So one person becomes his wife, and the other two becomes his sons. So when the emperor would have audience for all these external visitors to come who demonstrate that where and say why they're superior and then why the emperor should be supporting them, the sons and the mother, okay, then would manifest up in the air and manifest spiritual penetrations, and the king would say, your highness, Buddhism is far superior, and that's how the king became Buddhist. Practiced Buddhism, he became enlightened. Mm-hmm. It's in Lotus Sutra? It's in Lotus Sutra. Kinh ông này ông hỏi là cái chuyện có chuyện mà vợ chồng người ta giúp đỡ hứa thề nguyện giúp đỡ nhau để cho tu giúp đỡ nhau tu thì nó có nhiều trường hợp như vậy. Ngài Ma Ca Diếp là một trường hợp. Và trong kinh Pháp Hoa cũng có kể câu chuyện một cái vị vua mà có bốn người đồng tu và họ nghèo quá, họ tu được đủ phương tiện tu, ba người họ quyết định ba người tu, người thứ tư họ hy sinh, ông kia hy sinh làm được suốt ngày đêm vất vả dễ sợ nghèo quá nghèo mà khổ quá, không có đủ tiền sống một mình, sống chưa nổi, còn phải tổng cho ba người để mà tu, đều làm được vất vả có ngày kia. Đi ngang chợ thấy vua đi ngang, thấy vua rồi giàu khả năng mà oai nghi lẫm liệt, trời tặc lưỡi đấy, khổ ghê. Và khi mà kiếp sau chắc là tôi muốn làm vua, cái khổ khi kiếp mình sống khổ quá, tôi biết sao không, tôi biết rằng là ba cái người kia là giác khổ, mà ông này cũng giác vua, người thứ tư này là ông đang ủng hộ ba người giác khổ tu, thành ra ông mình phước báo mình lớn vậy sao, ông cũng có một vòng tướng như vậy đó. Không bao lâu con chết cũng thành sinh vào cái hoàng tộc ngay lập tức. Thì cái ba người kia đó, trong kinh Pháp Hoa đó, ba người kia mới ý thức được rằng cái ông này sắp bị lạc đường, cho họ lập tức chạy theo. Thì trong lúc ông này sanh tử lên đó, làm vua, thì ba người kia một người làm vợ ổng, sinh để làm vợ ổng, một người hai người kia sinh làm con trai ổng. Khi mà ông này lúc làm vua rồi thì đang tấn phong rồi, ông ngồi đó oai phong lẫm liệt, mấy cái tụi đạo giáo nó tới, mấy cái tụi tà đạo nó tới, nó khoe khoang, nó bệ hạ biết chúng tôi là cái pháp hay nhất của sư này, thì có bà vợ ông hậu cái hai đứa con trai nó bay bổng không trung đó, đi chở thiền thông trổ thiền thông ra mới nói ông có bệ hạ ơi, Phật giáo mới là cao minh hơn nhiều. Ông vua thấy như vậy mới khám phục, không phục mới theo Phật giáo quy. Và sau này đi tu mà đắc đạo dễ sợ hơn. Cái quyền người ta dễ sợ lắm, cái quyền lực người ta, cái đó nói về cái quyền lực. This is pertains to the vow power. The other three vow that will help once after they accomplish enlightenment, they will do everything in their power to help the fourth one accomplish enlightenment as well. They will not let go of the fourth person. Ba cái người kia đó là nguyện rằng là khi mà sau khi họ tu thành công nhờ cái ông ơn của công người bạn thứ tư này, thì họ sẽ nghĩ họ nguyện là họ sẽ giúp cái người bạn thứ tư trở thành giác ngộ và không bao giờ bỏ rơi người bạn thứ tư. And if that person is not enlightened in a lifetime, they will continue after him until he becomes enlightened. Chắc chắn là nếu như ông Đông Liên một con vua đó, hoàng đế mà chưa giác ngộ cái đời đó, họ chắc chắn họ sẽ rượt theo ông. Chứ khi ông ra cũng giác ngộ, ông tha. Người cũng dễ sợ như vậy. He's very, has very high place rank, that emperor. He don't mess around with these people. Cái người giác ngộ đó, người còn dễ sợ, ngay đụng họ được. If you make friends with enlightened people, you got it, they'll come after you until you say it. Okay?
Yes. Also, Vicky had a comment online. Yes. That she was thinking about what real love is, and she concluded that it's kindness and compassion. Real love is kindness and compassion. What about infatuation? What about infatuation? You don't need any kindness and compassion when you're infatuated, do you? Does she call infatuation real love or not? That's my question back. Infatuation? That's not real love, according to her. Infatuation is not real love? What's that word? Infatuation? That's what she says. I mean, that would follow from her view. What's the word? Infatuation. Madly in love with someone. Infatuation, you madly in love with someone. Why is it love? I don't understand. Why is it love? You will really disagree. Why isn't infatuation love? It sounds more like addiction, like a drug. Like in heroin. Yes. But it's still love. It's wrong. It's not wrong. You're too Buddhist. Or. Think about it. Why is it infatuation love? She says there has to be more than infatuation. But to me it seems if love is just kindness and compassion, then it's too broad and of a definition. I mean, by love we usually mean between a man and a woman. Kindness and compassion is a lot broader than that. She's talking about true love, right? If there's true love, why do you discriminate if it's a boyfriend or girlfriend? You can love anything. That's your compassion is, right? There's no answer for it. If love is what you want, you define it to be. Okay? There's no such thing as love. It's very individual. And it's definitely it's not kindness and compassion. So love doesn't exist? Love has kindness and compassion, but it's not kindness, compassion at all. Because the ideal, the Buddha's ideal of kindness and compassion is much bigger than love. You guys don't know what compassion is yet. You guys don't know what kindness is yet. That's why when you use those big words, I know you don't know what you're talking about. The Buddhist ideal of kindness and compassion is infinite. How about love in Buddhism? What? In Buddhism, isn't the love infinite too? No. Because love can be defined in different ways, right? Love, Buddhism doesn't use the term love. There's no such term as love in Buddhism. Love is a word that ordinary people use, and we Buddhists refrain from using because we don't want to be confused with what our ideal of happiness is. Okay? Because now I get it. In Chinese, I means more man and woman, right? You see, the problem with love as the Zen people define it, or the Catholic people define it, and the other people, the monks and modern day monks talk about, is not the Buddhist love at all. It isn't. It's purely worldly love, sexual and physical and all those things. That's what they're talking about. Will you agree or not? Although Vicky does not agree, she said she realizes love is just a word, but she's talking about, and she's not the right word, but she's talking about a deep connection between a man and a woman.
Then define the depth of that commitment. Don't leave me hanging like that. When you use the word kindness and compassion from Buddhism, I would tell you, you don't know what to mean. You don't know the meaning of those words. You have to keep better words for me. Okay? That's my retort. You know, you cannot put your hands around it, then you don't know what you're talking about. Yes. When we talk about, when we started talking about this, this lady here talked about physical attraction. Now I add emotion, and I added, you know, intellectual, I added, you know, you know, we're talking about very specific things. I'm not using big words. I use very precise concept. Vibrations. I use sexual gratifications. Okay? All those are very concrete things. I never use kindness, I never use compassion. Because it's not. It has some elements of kindness, it has some elements of compassion. But it falls far short of kindness and compassion. Far short. She says she has to think about it some more, but she doesn't quite agree with you on it. But maybe when she's in here next time, she can continue the discussion. Sure, absolutely. Mm-hmm. Okay. All right. Anything else? Anything you can help? Huh? Mm. Okay. Let's continue our meditation practice then. So are we waiting with each other? I'm not sure. I'm not doing it.